tiến hành là cạo xi lanh nha anh em. À, cái mặt cạo như vậy ha, cạo. Khi mà cạo cái này có thể là nặng quá nè, thấy không, nó xét như nè. Cạo có thể là không ra, nào cạo không ra mình sẽ đóng ra luôn ha. Bây giờ mình sẽ cạo trước ha, rồi thực hiện cạo. Do anh em yêu cầu cạo nên mình cạo cho xem thử trước. Cắt nước đi trời. Rồi mình bắt cái mặt bếp vào thôi. Đóng mà không ra nữa, cạo không ra, đóng không ra. Vừa cạo vừa đóng nhưng không ra luôn, phải kích thủy lực mà không ra luôn, mình phải cắt đó nha. Rồi mình tiến hành cạo đó nha. Bả chè đậu luôn đó. Trời ngầu lên cái trời. Không biết không? Không nhúng nhất luôn. Gãy luôn rồi. Vừa đóng vừa cạo luôn đi. Không nhúc nhích luôn. Khó nha, cả khó nha. Rồi thôi mở đi. Không nhúc nhích. Đóng ra nha. Đóng ra phải chẻ nha. Rồi thôi mày ra đi, ra đi. Thấy không? Chưa, chưa, không phải rồi. Sập xuống. Nó sập cái... Rồi, tét chưa? Từ từ thôi nha. Đóng là tét bây giờ đó. Đúng nhất không? Không. Không thôi, ngưng đi. Đóng thêm búa nó đi, ngưng đi. Rồi, đặt xuống đi. Thổi ra đi. Bây giờ tiến hành mình đi cắt nha. Đúng luôn rồi. Đây mình sẽ tiến hành cắt xi lanh bằng điện luôn nha. Nãy mình cạo không ra rồi đó, bây giờ mình sẽ cắt ra, cắt xi lanh nha, chứ không phải cắt cái lóc nha, cắt bằng điện, mình thổi cho nó đứt ra, thay vì dùng cưa bây giờ mình dùng cái hàn mình thổi cho đứt ra nha, tránh trường hợp bị nứt lóc nha. Rồi, đầu mình đưa cái mặt cam vô nha. Để đánh cho nó bề rớt ra nha, nó không có bị mà túng cái lóc, cấn cái lóc nha. Cái đầu gian, cái tay gian. Đúng nhất không? Chưa ra nha. Nhóm không? Chưa ra. Chưa. Nhóm rồi. Ra đó. Rồi lật lên nha, từ từ thôi, nói vậy là nó ra rồi nha mấy anh. Cái này mà không thổi á, là quýnh ra là nứt lóc nha. Tháo này kìa. Rồi bắt đầu mới lấy này kìa, chừng nóng á, lấy ngóc ra mới lấy kìa được.